Bạn ơi, cho mình hỏi khoa kinh tế nằm ở đâu vậy? À, khoa kinh tế hả? Khoa kinh tế ở khu bên kia, đi lên cầu thang lầu 1 á. Bên kia hả? Đúng rồi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Nè, em coi cái này nè. Hay quá ha. Lan Anh, cuối cùng mình cũng gặp được bạn rồi. Mình mừng lắm. Phải cô níu với hai bàn tay ai ở bên.